Trong phiên giao dịch chiều nay, thì thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, có lúc tăng điểm trở lại sắc xanh, có lúc thì giảm tới hơn 10 điểm. Tuy nhiên, thì kết phiên chỉ số quay trở về gần dưới mốc tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.245,06 điểm, giảm 1,54 điểm. HNX Index đạt 235,87 điểm, giảm 1,65 điểm. Một số cổ phiếu giảm sàn đáng chú ý ngày hôm nay là DBC, LIG, CMX, HBC, SMC. Bên cạnh nhiều cổ phiếu vốn thu hút sự quan tâm cũng giảm mạnh như là VIX, MBB, HNG. Xét theo nhóm ngành, các cổ phiếu dịch vụ và thiết bị chăm sóc sức khỏe giảm mạnh nhất thị trường trước tác động tiêu cực từ mã TNH giảm 2,82%, AMV giảm 3,03% hay là BBT giảm 6,17%. Ở chiều ngược lại thì nhóm bán dẫn tăng mạnh nhất với động lực từ VBH tăng 12,8%. Xếp sau đó là nhóm viễn thông với động lực từ VGI tăng 3,65%, SGT tăng 3,27%. Thanh khoản cũng tăng nhanh trong phiên chiều, thể hiện sự sôi động hơn của thị trường. Tổng giá trị giao dịch phiên ngày hôm nay hơn 15.722 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên ngày hôm qua.